video này mình ghép sim hai cạc cho một cái iPhone X nhà mạng Mỹ nha các bạn. Cái sim hai cạc này phiên bản 1.36, sau này nó có lên phiên bản nữa thì cái cách ghép cũng tương tự các bạn nhé. Bây giờ mình bỏ sim Vina vô nè, đây là sim Vina nhé. Đầu tiên nó nhảy vô thì mình có thể chọn dòng thủ công là manual hoặc là dòng auto. Các bạn bỏ vô, có thể các bạn sẽ đợi 15-30 giây nó mới lên cái bảng nha, các bạn cứ kiên nhẫn. Nếu như có trường hợp nó bỏ vô là nó lên liền, cũng có trường hợp bỏ vô đợi tí xíu nó sẽ lên cái bảng. Nó báo không có thể sim cũng không sao, nó sẽ lên chậm một tí xíu thôi. Đó, các bạn có thể chọn dòng thủ công hoặc dòng tự động nhé. Máy này AT&T Mỹ nhé, mình chọn AT&T. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ nó vô mạng các bạn nhé. Cái này ở trường hợp này mình giả sử mình để luôn cái tín hiệu 4G và bật chuyển vùng lên nha. Mình thử trường hợp thứ nhất cho các bạn xem. Rồi, nhận sim hết rồi đó, để coi nó dò không có sóng thì nó sẽ nhảy ra kích hoạt, hoặc là mình vô đây mình bấm kích hoạt cho nó nhanh nha các bạn. Bấm vô đây luôn cho nó nhanh nha, bấm luôn. Rồi, mình đợi cho nó tự nhảy vô màn hình chính lại nhé, tại vì chọn đúng mạng là tự nó nhảy vô thôi. Rồi, nó vô rồi các bạn nhé. Các bạn chịu khó đợi tiếp theo này là nó được có lên được sóng 3G 4G hay không, và nếu không lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cho nó lên được. Đối với những model thấp thì mình có video khác rồi. Đối với model iPhone X, các bạn để ý nè, mình bật sẵn trước chế độ 4G và chuyển vùng nha. Rồi, đợi nó đang dò sóng ở đây các bạn nha, để mình lấy cái cây chọt sim cho nó nhỏ. Đây, nó đang dò sóng ở đây. Rồi, tại vì nó vô nó dò sóng không được, do đó nó sẽ nhảy ra bên ngoài. Do đó nếu như các bạn mà để sóng tín hiệu 4G đấy, hoặc là nó lên được sóng nhưng mà nó không có lên được 4G hoặc là 3G, có nghĩa là nó chỉ có 2G hoặc là nó dò không ra luôn. Do đó các bạn bắt buộc phải tắt chế độ tín hiệu 4G đi nhé. Đây, bây giờ mình vô lại này. Bây giờ chắc chắn mình nghĩ nó cũng không lên được đâu, vừa rồi mình thử nó không được, do đó mình sẽ tắt tín hiệu 4G đi nha. Và bây giờ nó có lên hay không lên gì nữa thì tí xíu nữa mình cũng sẽ chọn lại cho nó là tự động anti lại và nó sẽ vô lại. Do ở đây nó chưa có lên cái ứng dụng sim, đó nó lên không các bạn, nó lên ngay, nó lên nhưng mà không lên được tín hiệu 3G 4G đâu. Ở chế độ này, chế độ 3G rồi này, nhưng mà nó không lên được do mình bật trước 4G. Các bạn lưu ý tùy theo sim nha. Đối với sim Viettel á, mình iPhone X mình để luôn tín hiệu 4G nó lên luôn, ok luôn. Nhưng mà sim này là sim Vina không được các bạn nhé. Bây giờ coi như là mình thử trường hợp thứ hai là tắt trước 4G nha. Sim Vina nó kén hơn. Có thể sim Mobi hay là sim những cái nhà mạng khác nữa đấy, thì các bạn phải thử xem. Nếu như mà nó tự lên được 4G thì ok, còn không lên 4G các bạn phải tắt trước 4G và cho nó kích hoạt lại. Rồi, mình đợi này. Đó, mình tắt 4G nên ở đây nó chỉ lên tín hiệu được 3G thôi. Rồi, mình tiếp tục chờ. Nó nhảy vô trong các bạn nhé, nó nhảy vô trong là nó sẽ giữ luôn được sóng 3G này. Và khi nó giữ được cái sóng 3G này thì mình bật 4G lên rất là dễ dàng.
Còn đối với những cái đời modem thấp hơn á, cái cách này cũng không áp dụng được, mình phải dùng thêm một cách nữa. Nếu mà không áp dụng được cách này phải dùng thêm một cách nữa thì mình cũng có cái video khác rồi, mình cũng up lên cái trang hướng dẫn này. Mình hướng dẫn iPhone 6 LED đấy. Ba đang làm không ba? Ba đang có việc tí này, con vô trong đi. Rồi, nó đang tắt 4G, tắt 3G là nó vô trong các bạn nhé. Rồi, chắc chắn là nó sẽ lên được 3G. Anh đợi anh tí nha, anh đang quay video tí. Đây các bạn đợi này, chuẩn bị nó sẽ lên được tín hiệu 3G. Đó, thấy chưa? Lên tín hiệu 3G ngay. Và khi mà có tín hiệu 3G rồi các bạn mới bật tín hiệu 4G lên sau thì rất là dễ dàng các bạn nhé. Rồi nó sẽ lên 4G. Đó. Rồi ok các bạn. Nó lên như thế này thì các bạn thử gọi. Giả sử các bạn gọi được thì ok, còn gọi không được các bạn nhớ tắt nguồn mở lại là gọi được nhé. Có một trường hợp đó nữa các bạn lưu ý luôn. Rồi ok các bạn nhé.